Và kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay trong cuộc họp báo này chúng ta có hai nội dung như Thủ tướng đã tuyên bố. Nội dung thứ nhất là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời công bố đơn kiện tàu cộng lên Tòa án Hình sự Quốc tế. Và nội dung thứ hai là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời công bố sách lược hòa bình và công lý của Chính phủ để giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Trước hết, chúng ta đặt một vấn đề. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có đủ tư cách pháp lý để kiện tàu cộng trước Tòa án Hình sự Quốc tế hay không? Và Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có đủ tư cách để thu hồi chủ quyền quốc gia tại Việt Nam hay không? Chúng ta hãy nhớ lại, ngày 27 tháng Giêng năm 1973, tại Paris, một hiệp ước quốc tế đã được ký kết bởi 12 chữ ký. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, 5 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, 2 quốc gia đại diện cho khối tự do, 2 quốc gia đại diện khối cộng sản và 2 phe giao diện, đó là Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, tức là Cộng sản Việt Nam. Trên bàn hội nghị ấy, chúng ta thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa là hợp pháp trước cộng đồng thế giới, bởi vì ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là do dân bầu ra và quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Trái lại, phe Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa là hoàn toàn phi pháp trước cộng đồng thế giới, vì nó là con đẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Đảng Cộng sản Việt Nam là do Hồ Chí Minh lập ra. Hồ Chí Minh là một gián điệp của tàu cộng và làm người Việt Nam để lập ra cái đảng đó. Và quân đội nhân dân là một đội quân đánh thuê cho Nga, cho tàu mà thôi. Nó không có tổ quốc, nó không bảo vệ đất nước, nó bảo vệ đảng và thi hành nhiệm vụ quốc tế. Cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ chuyên nghề cướp chính quyền và cướp của. Như vậy, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên bàn hiệp định quốc tế trước cộng đồng thế giới hoàn toàn bất hợp pháp, và chỉ có Việt Nam Cộng hòa mới là duy nhất hợp pháp trước cộng đồng thế giới mà thôi. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Việt Nam xé bỏ Hiệp định Paris và tấn công miền Nam, thì chính phủ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải di tản chiến lược ra nước ngoài. Và cùng ba người Việt Nam đã lập ra Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong này lấy tên là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông Thủ tướng Đào Minh Quân. Và như thế chúng ta thấy rằng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là chính phủ duy nhất hợp pháp của nhân dân Việt Nam mà thôi. Vì thế cho nên chúng ta thấy Hoa Kỳ cũng như cộng đồng Âu Châu và cả Tòa án Hình sự Quốc tế đã gửi nhiều công hàm đến Thủ tướng Đào Minh Quân thừa nhận cái tính hợp pháp của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và tư cách pháp lý của ông Thủ tướng Đào Minh Quân. Vì Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là hậu thân của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mà Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là duy nhất hợp pháp trên bàn hiệp định Paris, và cái vai trò này đã được xác nhận trên bàn hội nghị quốc tế tại Paris một cách rõ ràng. Vì vậy, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có đầy đủ tư cách pháp lý để kiện tàu cộng trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngày 15 tháng 4 vừa rồi, Chính phủ quốc gia Việt Nam đã nạp đơn, Thủ tướng Đào Minh Quân đã ký đơn và nạp đến và gửi thư đầy đến Tòa Hình sự Quốc tế để đòi Trung Cộng bồi thường chiến tranh Việt Nam là 15.000 tỷ đô la. Vì Hồ Chí Minh là người Tàu, là đảng viên trung ương của Đảng Cộng sản Tàu, Hồ Chí Minh được chỉ định qua Việt Nam
để lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, để lập ra Quân đội Nhân dân Việt Nam và lập ra cái gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược. Đó là bằng chứng Trung Cộng là thủ phạm của cuộc chiến tranh Việt Nam. Và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã hứa hiến tặng 12.000 tỷ đô la cho Hoa Kỳ để đền ơn đáp nghĩa cho Hoa Kỳ. Còn 3.000 tỷ đô la, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời dùng vào việc xây dựng bệnh viện, trường học và giúp trẻ em nghèo, giúp thương binh và cô nhi quả phụ cho cả hai miền Nam và Bắc. Kính thưa quý vị, tôi xin ngắn gọn chuyển qua một nội dung thứ hai của cuộc họp báo hôm nay, đó là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có đủ tư cách, có đủ khả năng và tư cách pháp lý để buộc Cộng sản Việt Nam bàn giao chính quyền trong hòa bình và dân chủ. Hòa bình và công lý là sách lược của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để lấy lại chủ quyền và lãnh thổ. Sau đây là 10 sách lược để lấy lại đất tổ không làm khổ dân của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Sách lược thứ nhất là duy thật lập cộng. Sách lược thứ hai là đòi lại chủ quyền và lãnh thổ. Sách lược thứ ba là ký tên đặc mệnh Hồ Chí Minh. Sách lược thứ tư là truy tố tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam trước tòa án nhân quyền quốc tế. Sách lược thứ năm là tẩy độ và tiêu diệt. Sách lược thứ sáu là biến lực lượng của địch thành lực lượng của ta. Sách lược thứ bảy là sách lược thay tài công. Sách lược thứ tám là cấp thẻ tín dụng cho toàn dân. Sách lược thứ chín là tổng tuyển cử có quốc tế giám sát. Và sách lược thứ 10 đó là sách lược đổi cơ tại Liên Hiệp Quốc. Kính thưa quý vị, có thể tóm tắt rằng sách lược truy tố Cộng sản Việt Nam trước tòa án hình sự quốc tế và sách lược chiêu hiền là hai sách lược có hiệu quả cao nhất. Đến đây tôi xin chào tạm biệt quý vị.